Xin chào các bạn, hôm nay thì Phan Anh sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn các quy trình thao tác một cái chiến dịch quảng cáo làm sao để có nhiều comment về nhiều inbox. Về cảm nhận thì anh Phan Anh là người khá là uy tín. Hầu như là anh ấy không giấu nghề đâu. Anh ấy có cái, anh ấy biết cái gì anh ấy nói hết cho học viên ấy. Trong cái Facebook marketing thì tôi nghĩ hiện nay có rất là nhiều chuyên gia, nhưng về riêng lĩnh vực Facebook marketing thì tôi nghĩ rằng Phan Anh sẽ là số 1 ở Việt Nam.